Sáng ngày 16 tháng 7 năm 2020, lần đầu tiên sau 7 năm ra mắt, Honda SH-Mod 125 phân khối phiên bản hoàn toàn mới với sự thay đổi hoàn toàn diện mạo và nâng cao khả năng vận hành chính thức được ra mắt. Kiểu dáng tổng thể của Honda SH-Mod 2020 vẫn được lấy cảm hứng từ hai chữ SH cách điệu, với yếm xe và thân xe tạo nên những đường cong đặc trưng của dòng xe cao cấp của Honda. Thiết kế mặt trước nhỏ gọn với cụm đèn xi nhan được chú trọng hơn trong việc thể hiện ánh sáng vào ban đêm. Thiết kế cụm đèn lấy cảm hứng từ trang sức lấp lánh của phái nữ với những đường cong thanh lịch ba chiều bí ẩn. Phần kết nối giữa đèn trước và thân xe sử dụng công nghệ xi mạ chrome tạo tính liên kết cao. Toàn bộ chi tiết thiết kế mặt trước được lấy cảm hứng từ những đường nét mềm mại của chai nước hoa cao cấp, góp phần hình thành nên tổng thể thiết kế thanh lịch và cao cấp không thể hòa lẫn. Đặc trưng thiết kế thanh lịch và cao cấp của mẫu xe tiếp tục được thể hiện qua logo 3D có thiết kế mang biểu tượng lập thể hoàn toàn mới. Chữ SH viết liền được tô đậm cứng cáp, tựa như trên mẫu xe SH 125 phân khối và 150 phân khối. Chữ MOD nay được uốn gọn và bo tròn hơn, hòa hợp với sự mềm mại và nữ tính của chủ sở hữu. Tổng thể logo vừa gợi được đặc tính của dòng xe SH, vừa thể hiện được nét quyến rũ riêng của phiên bản SH MOD hoàn toàn mới. Chưa dừng lại ở đó, dấu ấn thời trang được tiếp tục thể hiện ở thiết kế mặt đồng hồ của SH MOD, vốn có đường nét chủ đạo là một hình tròn, được lấy cảm hứng từ những thương hiệu đồng hồ cao cấp. Thiết kế mới này tôn vinh tính đơn giản và dễ ứng dụng, nhưng vẫn không kém phần sang trọng cho mẫu xe. SH-Mod 125 phân khối 2020 được trang bị hàng loạt các tiện ích như hộp để đồ trước bên trái, tích hợp cổng sạc USB có dạng nắp mở tiện lợi, một móc treo đồ có thể gập mở để tiết kiệm không gian, cúp đựng đồ dưới yên được mở rộng 0,5 lít, tăng tổng thể tích lên 18,5 lít. Phần sàn xe cũng được nâng cấp so với phiên bản cũ, sàn để chân được kéo dài về trước 10mm, bề mặt bên trong được dồn về phía trước tối đa 20mm so với mẫu xe trước, giúp vị trí đầu gối thoáng hơn, tạo sự thoải mái cho không gian để chân. Về tính năng an toàn, hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước tiếp tục được áp dụng trên hai phiên bản cao cấp. Hệ thống ABS bao gồm 4 bộ phận chính là cảm biến, bộ điều khiển, bơm thủy lực và các van điều chỉnh lực phanh. Phanh ABS cho bánh trước hoạt động hiệu quả khi người lái bóp phanh trước, giúp ổn định tư thế của xe bằng cách chống khóa cứng bánh xe, đặc biệt trong điều kiện đường trơn ướt hay gồ ghề. Khi vượt qua tình huống nguy hiểm, hệ thống sẽ tái áp dụng lực phanh lớn nhất để xe dừng lại nhanh hoặc cho tới khi phát hiện mối nguy khóa bánh mới. Phiên bản mới SH-Mod 125cc là mẫu xe đầu tiên được áp dụng kỹ thuật mới về khung dập hàn laser thông minh, thế hệ mới ESAF. Bằng việc sử dụng hai tấm kim loại dập thay vì ống như các mẫu xe khác và điều chỉnh một vài bộ phận của khung xe, kỹ thuật mới giúp mang lại một bộ khung cứng cáp, đồng thời giảm trọng lượng và có nhiều không gian hơn cho việc đặt các bộ phận ngoại vi như hệ thống điện, hộp đựng đồ, bình xăng, tạo sự thoải mái cao nhất cho người sử dụng. SH-Mod 125cc phiên bản mới sở hữu khối động cơ hoàn toàn mới ESP+, đã được áp dụng lần đầu tiên trên phiên bản SH-125cc và 150cc, ra mắt tháng 11 năm 2019. Động cơ được thiết kế nhằm đạt được khả năng vận hành vượt trội với mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn. Ngoài ra, việc áp dụng bộ tăng xích cam thủy lực còn giúp độ ma sát thấp hơn đáng kể, đồng thời kiểm soát tiếng ồn, độ rung và cải thiện hiệu suất tiêu hao nhiên liệu. Honda cũng cho biết SH-Mod 125cc sở hữu công suất vượt trội hơn so với những phiên bản tiền nhiệm. Chúng tôi tự hào vì sự yêu mến của khách hàng Việt Nam dành cho các mẫu xe của dòng xe SH. Mỗi mẫu xe trong dòng xe SH đều hướng đến sự sang trọng và đẳng cấp. Với lần phát triển này của xe SH-Mod, chúng tôi mong muốn sẽ đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu và sự nhạy bén trong phong cách thời trang của khách hàng. SH-Mod có ngoại thất được thiết kế mới, thời trang, thanh lịch và nhỏ gọn. Điểm nổi bật của phiên bản mới lần này đến từ trang bị khung dập hàn laser thế hệ mới ESAF, giúp người lái có thể vận hành xe thoải mái và êm ái hơn ngay cả trên những mặt đường gồ ghề hoặc khi chở thêm người ngồi đằng sau. SH-Mod là mẫu xe đầu tiên trong gia đình SH được trang bị kỹ thuật này. Chúng tôi hy vọng rằng phiên bản mới sẽ mang lại những giây phút trải nghiệm xứng đáng và trọn vẹn cho khách hàng. Bên cạnh hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao, SH-Mod 125cc còn sở hữu thêm khả năng tăng tốc đáng chú ý nhờ sự cải tiến trong trọng lượng. Việc giảm trọng lượng toàn bộ thân xe cùng việc sử dụng động cơ tính năng cao, mẫu xe có thể đem lại cảm nhận hoàn toàn khác biệt so với các phiên bản tiền nhiệm, đặc biệt trong điều kiện tham gia giao thông tại những nơi đông đúc trong thành phố. SH-Mod 125cc phiên bản hoàn toàn mới sẽ chính thức bán ra thị trường vào ngày 26 tháng 7 năm 2020 thông qua các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm trên toàn quốc với thời gian bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Và mức giá bán lẻ đề xuất như sau: phiên bản thời trang CBS có giá bán 53.890.000 đồng, phiên bản thời trang ABS có mức giá bán 57.890.000 đồng và phiên bản cá tính với phanh ABS có mức giá 58.990.000 đồng.